Em chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay em khui đồ nghề Mỹ nha mọi người. Hôm nay em về những cây 7WR và 7CR, hàng full hộp rất rất là đẹp luôn, rất cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhưng mà giá rất là hợp lý nha. Đó, rất hợp lý trong thời điểm này. Với lại em về một số cây 10 ở cây 10BN, ở 9BN với 6BN. Nói chung là hàng cũng cực kỳ đẹp, giá rẻ hơn đợt trước 200 ngàn mỗi cây nha mọi người. Cái này cũng rẻ hơn là 100 ngàn một cây. Nói chung là đợt này giá rất là mềm. Nó thì cái thùng này em về thì em để lại mười mấy cây mấy anh dặn trước, bữa trước giờ em chào hàng rồi thì nó cũng còn lại một số. Nói chung là anh em nào mà nhanh tay thì mình cần sưu tầm thì mình liên hệ, tại vì đồ nó rất là hiếm và rất là đẹp thì em khui ra. Mọi người cần thì giá cây này là 1,3 triệu một cây nha, rất là đẹp nha. Rồi để em khui ra này, em mới lấy về luôn, mới lấy về thích thì luôn mọi người. Đó, em vừa xuống xe là em khui mọi người câu luôn. Từ trưa giờ là em đi thành phố Bến Tre để em lấy cái này. Nói chung là em là ở Bến Tre, có ông anh ông dạy tới thành phố Bến Tre thì em lên thành phố Bến Tre em lấy. Đó, giờ mới về tới nhà, về tới nhà là khui luôn cho mọi người coi, hàng còn nóng hổi luôn. Nói vậy chứ người ta dặn trước cũng rất là nhiều rồi, bữa giờ em cũng chào hàng á nên là mọi người đã dặn trước. Có lấy được hình ảnh từ khi nó còn ở nước ngoài, hàng này là 100% ở nước ngoài gửi về nha mọi người, đẹp hoàn hảo. Em dẹp cái thùng nhỏ vào bên đi. Này thì nói chung là mối buôn bán tin tưởng nhau, không cần kiểm gì hết. Giờ về mới khui ra kiểm luôn. Đó, đây, cây này là hai dòng chữ nè, một cây duy nhất nè, hai dòng chữ full mới hoàn hảo. Cái này là cái dưới này cái giá tiền thôi chứ không gì hết nha mọi người, giá tiền 10 rồi, hai dòng chữ cực kỳ hiếm, chưa dùng nha mọi người. Cái này là chưa dùng, hàng nguyên đai nguyên kiện chưa dùng luôn, keo dầu còn rít chịch ố mạng nhện như thế này luôn nha mọi người. Nè, đây là cái keo bảo quản của nó thôi, keo cái dán cái tem này nè, nó dính thôi hả. Full hoàn hảo, chưa qua sử dụng, rất là đẹp. Đây, ngày qua em cũng có về một cây nữa ở cái chủ khác. Đó, cây này thì em bán với giá là 1,150 triệu cho cây này, nó cực kỳ rẻ luôn. Một cây như là hàng mới luôn. Đó, nhưng mà do là đợt này vô, đợt hàng này em kiếm được nhiều cây nó giá nó cực kỳ là tốt, cho nên là em nào mà sưu tầm hoặc sử dụng thì liên hệ để lấy cây này. Có sử dụng rồi nha, hồi ngày qua em kiểm tra thấy có cắn một răng đây. Cắn hai răng bên này nha. Đó, cắn hai răng bên này. Ngoài ra thì ngoại hình còn cực kỳ là đẹp. Đó, Made in USA, sản xuất ở những năm 90. Đó. Còn cái cây vừa nãy là sản xuất ở những năm 70 nha mọi người. Cây này thì giá nó cao nha, nó không có giá 1,150 triệu như cây này đâu. Cây này thì 1,150 triệu, hai cây y chang thôi. Cây này thì giá nó cao, mọi người cần thì liên hệ. Còn đây 1, 2, 3, 4 tùng thùng full hoàn hảo luôn, chưa có khui luôn. Quay rip nè, đóng nè, quay rip nè. Đó, hoàn toàn những thùng này ở khui rồi mọi người. Nó không, cái này không phải chưa, nó tự bung ra chứ mình không có biết nha. Ha, đây à, không, vậy là chắc là ông anh ông kiểm tra hàng ông khui hết rồi mọi người ơi. Em tưởng đâu chưa khui, giờ khui sạch rồi mọi người ơi. Hồi nãy em cũng đây có khui ra kiểm tra số lượng đó mọi người, thì nguyên tất cả những thùng này là đều lấy từ Mỹ gì hết. 1, 2, 3, 4 thùng, mỗi thùng 5 cây. Đây nó có số lượng nè, only 5 cây. Rồi em lấy em dục cái thùng giấy to to này ra đi, để em khui 5 cây mỗi thùng cho mọi người coi, đẹp cực kỳ. Hàng hàng này là quá đã luôn, 1,3 triệu một cây, giá nó cũng cực kỳ là mềm trong đợt này luôn. Đợt này thì chỉ có mình em bán cái này thôi, mọi người chưa có tìm thấy ai bán cái này đâu, tại vì hàng này như là mình em độc quyền rồi. Mọi người cần thì cứ liên hệ với em, 5 cây full tinh tôm trong cái nguyên một hộp lớn như thế này. Anh nào mà muốn mua 5 cây em cũng bán luôn 5 cây tép vậy nè. Tép là nó nằm trong cái hộp lớn như thế này nha mọi người, 5 cây. Nè, cho mọi người coi thông tin nè. Đó. Đó, vậy đó. Rồi đây nó để 5 cây. Rồi bên này nó nói giấy tái sử dụng gì không biết. Rồi bên này là như vậy, dưới này cũng vậy. Đó, bên này là 7. Gì không biết nữa mọi người. Đó, nói chung là hàng từ Mỹ nó về nó như vậy đó. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 cây hoàn hảo nha mọi người, 7WR hả, 1,3 triệu một cây.
1,3 triệu một cây, đẹp hoàn hảo, chưa có dùng luôn. Quên coi năm sản xuất ha. Đây, sản xuất ở những năm 1992, 1997 tại Mỹ nha mọi người. 1982, 1997 tại Mỹ. Hả? Hoàn toàn là những cái kìm Mỹ luôn. Tí xíu nữa em lấy ra hết thì em sẽ khui cho mọi người coi nó đẹp cỡ nào. Nói chung là cái này là hoàn hảo rồi, chưa có dùng rồi, nên là không có gì để bàn cãi ở đây nha. Này là màu xanh nha. Chục cây màu xanh, chục cây màu vàng. Hả? Đẹp quá chừng luôn. Rồi, họ màu xanh cũng vậy luôn. Y chang họ màu vàng không khác gì mọi người. Đó. Nó có khác gì không à? Có khác gì đâu. À, đây nó ghi 7WR, còn đây nó ghi 7CR, nó khác vậy thôi mọi người, không khác gì hết. Đó. Cái này nguyên tép 1 2 3 4 5 cây. Đây. Ông anh ổng lấy từ người nước ngoài gì à? Đó, vậy em mới có hàng đẹp mà bán chứ. Đây. Full mới hoàn hảo, chưa có dùng luôn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. Rồi, tiếp theo. Rồi, 5 cây xanh nữa. 7CR. Mọi người thấy nhiều vậy chứ thật ra là khách dặn trước cũng muốn hết rồi mọi người, dặn trước cũng muốn hết rồi. Tại vì bữa trước em nhận được cái thông tin mà em sẽ lấy được cái lô này á, thì em cũng có chào với khách của em. Khách của em cũng dặn trước mười mấy cây rồi, giờ còn cũng số lượng cũng ít ỏi. Màu xanh còn khoảng chừng 4 cây, màu vàng còn 2 cây nha mọi người, 2 3 cây gì thôi. Đây. Đăng clip cho mọi người xem, nếu mà mọi người hốt liền hết đó, thì em khỏi đăng clip nữa, còn nếu mà chưa hết thì clip sau hay gì đó em sẽ làm một cái clip bán hàng, bán những cái cây như thế này. Đẹp hoàn hảo nha. 1982, 1997 full tại Mỹ. Đây. Đó. Đó, đẹp chưa? Hàng siêu phẩm mọi người. Rồi đây nè, trong này mình giữ nè. Cái này thì đợt này em lấy giá nó tốt nha mọi người, em bán sẽ rẻ hơn đợt trước khoảng chừng 200 ngàn một cây. Đợt trước mấy cây này em bán 3 triệu một cây nè. Đợt này em để 2 triệu 8 một cây. Cái này thì hàng này là hàng dữ rồi, bên này là hàng mỏ công, không đụng hàng với ai hết. Đó. Mọi người chơi cái này thì bảo đảm không đụng hàng với ai hết. Hàng này là người thân bên Mỹ gửi về. Em mới ngồi em mới làm về chén với ảnh nè, xong tới giờ này em mới về tới nhà nè. Nói chung là lâu lâu ảnh về Bến Tre quê em, cho nên là cũng anh em cũng làm bậy tí. Đó. Giờ mới có thời gian để khui. Đây 6BN nha mọi người, 6BN. 1 2 3 cây 6BN, tình trạng còn full hộp hoàn hảo. 2 triệu 8 một cây 6BN. Cái này khó tìm, cực kỳ khó tìm nha, không dễ tìm những cây như thế này đâu. Thì giá nó sẽ cực kỳ là cao. Rồi, tiếp theo 9BN luôn. 9BN thì 3 triệu một cây nha mọi người. Trước cái kia là 3 triệu rưỡi một cây, nhưng mà đợt này thì 3 triệu một cây. Đó. Thì này nó nói chung là tiền nào của đó. Giá những cây này nó cao lý do là nó cực kỳ hiếm trên thị trường. Đó. Không ai bán cho các bạn cây dòng BN mà nó hoàn hảo như thế này đâu. Này là 9BN, dòng full hoàn hảo, full cây, full kiện, full hộp. Đây, lấy mọi người coi. Đó. Ngay thời điểm những cây này cực kỳ là khó tìm nha. Khuôn khay, khuôn kiện, khuôn hộp. Đây 9BN. Đây nó đóng đây nè, 9BN. À, cực kỳ là đẹp nha mọi người, cực kỳ là đẹp. Đó. Sản xuất thì hoàn toàn tại Mỹ rồi. Những cây này để em coi sản xuất ở những năm nào đây. Sản xuất 1992 nha. Anh em nào của tuổi thân 1992 thì mua cái này cũng rất là hợp lý luôn. Đẹp. Đó. 1992. Khuôn hộp, khuôn khay, phương mới hoàn hảo nha. Đó, 9BN. Rồi giờ em ngồi em khui từng cây cho mọi người coi. Thì cũng không có thời gian nhiều, em chỉ làm cái clip này để em biết cho mọi người biết là những anh em nào mà có dặn trước á, biết là hàng mình nó về rồi. Đó, đây.
Trước em không biết mọi người thì ra những cái cây này đóng đóng gói kiểu ngược vậy, đóng gói lật ngược bề lại như vậy nè. Đó, bên này là mình lấy ra được nè. Này là 6 bên nào nha mọi người, phun khay phun hộp chưa có dùng. Thì em cam kết những cây này còn khuôn mạng nhọn đi như vậy luôn. Đó, gửi cho mọi người thì cũng y như vậy luôn chứ không khác gì hết. Đó, hàng còn full hoàn hảo luôn, khó lắm mới kiếm được những cây như thế này. Thì cái này số lượng giới hạn, anh em nào mà cần nhanh tay, tại vì bữa trước em đăng lên có 2 cây thôi mà nó không có được cái hộp nữa mọi người, nó không có được cái hộp nữa, nhưng mà mọi người đã mua rất là nhanh. Đó, nói chung là dân sưu tầm thì nhìn mấy cây này là bảo đảm là khoái rồi. Đó, thì đã bán hết rồi thì bữa nay gì à? Đó, thì anh em nào mà mua trước thì em sẽ giảm mua bữa trước, mà lỡ mà mua những cái cây mà giá 3 triệu 3 triệu mấy rồi á thì bữa nay mua mỗi cây thì em giảm 500.000 một cây. Nó là cái đó là lý do là đợt trước nó cái giá em lấy vào nó cao, thì đợt này em lấy được giá mềm nên là em bán rẻ mọi người, em bán rẻ thì những anh nào mà mua trước chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, tại vì đợt trước là giá nó cao rồi. Đợt này nếu mà có lấy nữa hoặc là có lấy bất kỳ cái món nào trên cái bàn này em đều giảm giá 500.000 hết, kể cả những cái kiềm như thế này luôn em cũng giảm giá để em bù đắp lại cho. Tại vì đợt trước là em lấy vào thì giá nó lỡ nó cao rồi mà mấy anh vẫn mua ủng hộ, thì cũng có tổng cộng có 3 anh mua thôi à, nhưng mà em vẫn là giảm giá đợt này để mà mình giữ lại những khách hàng cũ của mình. Tại vì bữa trước thì em bán 3 triệu mấy một cây như thế này lận, với lại là cây như thế này thì em bán tới giá 3 triệu lận, nhưng hôm nay cái này cái chỉ có giá là 2 triệu 8, còn cây này chỉ giá 3 triệu thôi. Cho nên là mọi người mà ai lỡ mua trước mà giá cao thì hôm nay em bớt 500.000 cây. Nói chung là có mua thêm thì em sẽ bớt hết, đối với những khách mua cũ thôi nha mọi người. Còn những khách mà mới giao dịch lần đầu thì giá vẫn y như vậy, mỗi cây như thế này giá 1 triệu 3, cây này 2 triệu 8, cây này 3 triệu nha mọi người. Cây bự này 3 triệu, cây này 2 triệu 8, thì mắc rẻ là tùy do mọi người đó. Mình những cây này thì do hàng hiếm sưu tầm, và đặc biệt là em lấy từ Mỹ về, chi phí vận chuyển thì do em lấy nhiều thì nó rẻ thôi, chứ mọi người mua một cây á thì chi phí vận chuyển cũng cả 1 triệu một cây không ít đó. Thì mọi người cân đối được, nếu mà mua được cái nào thì mua ủng hộ em, còn nếu mà không được thì thôi mình cho qua, khỏi nói là cây đắng. Nói chung là dân chơi với nhau không à, ai cũng là dân sưu tầm với nhau không à, chứ mắc rẻ 2-3 triệu bạc không thành vấn đề. Nói chung là em bung ra em bán thì em chơi cũng là 5-7 triệu là chuyện bình thường rồi. Clip kết thúc tại đây mọi người ơi, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nha, bye bye.